quý vị thân mến, hiện tại chiều hôm nay hai vợ chồng chúng ta đang có mặt tại chợ 200 Xóm Chiếu quý vị ạ. Nay chúng ta qua tìm lại chị Hà này. Dạ em chào chị. Đây chị Hà muốn miền dễ thương đây. Hôm nay thì chúng ta gặp chị ở cái địa chỉ mà chị thường hay bán, chợ 200 Xóm Chiếu. Ồ sắp hết rồi hả chị? Dạ. Dạ. Cảm ơn em nha. Hôm nay bán được không chị? Bán này dài. À đây ra chị ha. Đây quý vị, chị bán ở góc ngã tư nè. Đây là đường Xóm Chiếu nè. Đây là chợ 200, ngay góc ngã tư luôn. Quý vị mà muốn thưởng thức bánh của chị thì có thể đến đây nha. Chị đọc lại cái số điện thoại giùm em chút xíu. Dạ số 0938 578 918. Dạ đó, số điện thoại của chị Hà nha. Thì quý vị nào mà muốn ăn bánh thì có thể đến đây ủng hộ cho chị. À, hôm nay chúng ta đi hơn 3 giờ rồi, gần 4 giờ rồi. Dạ. Bánh cũng sắp hết rồi. Bánh em còn ít. Dạ. Bánh của chị cũng nhỏ nhỏ thôi. Vừa một cái bánh bánh đúc lá dứa. Bánh to hả chị? Không có vô đâu. 15 đến 10 hả chị? Dạ. Hỏi sao? Nói nó được nhất. Là sao chị, hai thứ cho không hả chị? Dạ. À một ca hộp chuối nữa hả chị? Dạ. Dạ tốt thì đâu. Dạ 10 ngàn. Chạy chạy cái nha. Khó làm hộp bán. Em gãi nó nói sao. Bà à, bà. Cảm ơn nha. Nó gãi luôn em. Mà không gãi đâu ai hộp. Vậy là một hộp chuối thôi vừa đi, một hộp bánh xào đi. Hai cái thứ. Mơ ăn nó ăn luôn kìa. 15 đi.15.000 nhiều hơn vậy á. 15.000. Hôm bữa chúng ta chưa quay cái trước, phía trước cho quý vị xem nè. Chiếc xe của chị nhỏ nhỏ thôi, nhưng mà rất là dễ thương. Sạch sẽ quý vị. Chị lấy em một hộp 20 nha. Dạ. Hai vợ chồng ăn một hộp quý vị. Chị em đầy đủ luôn á chị. Vậy em còn nhỏ lắm. Dạ. Em quen rồi. Dạ. Như là nói chuyện em quen cho nên anh chị quen rồi. À dạ, xin quen rồi. Dạ. Dạ. Đúc lá dứa. Dạ. Hôm bữa cô ta có ăn rồi, bây giờ có vợ thì ăn lại. Dạ. Bánh chị ăn gì mua em? Dạ, để em làm liền. Làm giờ tí nha. Dạ, chị làm cho khách luôn. Rồi, đổ khăn là cho chị lao luôn ha. Ừ. Uống rồi lao. Chờ hề cái bánh mắt. Nha, qua muỗng rồi. Muỗng hả? Đẹp có đứng báo đó.
cho nó dừa cho em luôn đi. Vô luôn. Ăn luôn hả? Ăn luôn chưa hay là chút em mới ăn? Ăn luôn đi chị. Dạ. Em tưởng là chưa ăn em định để dạ. Vừa riêng. Giống như tùy bữa. Ừ, đúng rồi. Tối tối quá. Ừ. Cái dừa đó sát đen quá làm cho nó sửa rồi cảm ơn chị nha. Nhiều ghê luôn nè. Thank you. Mời cô chú ăn miếng nè. Nói đi chị. Mời quý vị ăn cái gì đây? Cái này là gọi là gì? Bánh miền Tây. Bánh miền Tây. Mời quý vị ăn bánh miền Tây. Ăn đi coi. Béo không? Béo. Bờ Phu Tha ít khi ăn những cái này quý vị. Tại vì bờ Phu Tha thì không có hảo ngọt giống Phu Tha. Phu Tha thì thường thích hảo ngọt hơn. Cho Phu Tha ăn đi coi. Cái này chuối, chuối xào dừa. Chuối xào với nước dừa. Oh. Thèm quá, thấy vợ của ta ăn thèm quá, mời quý vị nha. Bán đồ xanh quý vị ạ. À. Thấy cái mè nó thơm. Oh. Tại vì cắt nó không có đứt nên khó thời, chút xíu. Thời ghế nha, em mượn ghế cho. Dạ thôi được rồi chị, được dạ, rồi. Em... Đứng tí em đi à. Dạ dạ dạ. Hay mời quý vị nha. Bánh bò. Ngon. Chị dạ. Hoa cây vô thành chút xíu quá. Thì vào đây em nói chút xíu đi. Đây đi. Dạ. Quay nhiều cây cho là cái gì. Có cô Kim Phúc Hoàng. Dạ. Kim Phúc Hoàng thì trong một cái phút bất ngờ đó thì cô Hương về thì cũng có gửi cho chị là 1.768.000 dạ dạ gửi cho em tiền Việt không ạ thì em đến trao gửi lại với chị em gửi chị nha dạ chị đếm lại số tiền giúp em với dạ trời ơi nó đủ rồi để chị đếm lại đi dạ điều 768.000 đúng rồi dạ, của cô Kim Cúc Hoàng dạ. Dạ. Có gì chị có gửi lời gì cô, anh chị em gửi lời cảm ơn cô rất là nhiều nha. Cô giúp cho em tiền gửi lời cảm ơn cô Kim Cúc dạ cũng xem chương trình giúp đỡ cho em dạ ở đây em cũng không có chia sẻ về hoàn cảnh của chị dạ. Chỉ là em chia sẻ bánh thì ai mà đến muốn ăn bánh thì ủng hộ chị thôi dạ. Nhưng mà cô thương thì cô gửi đó. Thì qua đây em cũng chúc chị năm mới ăn Tết vui vẻ nha dạ em cũng cảm ơn anh rất là nhiều nha dạ chúc chị ngày dạ, càng bán đắt anh giúp quay lên YouTube chị có cô giúp đỡ cho em cảm ơn cô rất nhiều dạ dạ rồi cảm ơn chị nhiều nha dạ dạ thôi chị bán em ăn đó rồi dạ dạ em cảm ơn nhiều dạ để em ăn xong tí em gửi 20 dạ, tiền bánh nha em dạ cảm dạ ơn. Quý vị thân mến, như vậy là Phu Tha vừa mới trao gửi số tiền của cô Kim Cúc Hoàng là 1.768.000 để gửi đến với chị Thu Hà quý vị. Hồi nãy thì vợ Phu Tha quay mà ở đó khu vực đó hơi ồn á, không biết là quý vị nghe có rõ không? Nghĩa là lúc trước Phu Tha chia sẻ xe bánh của chị là Phu Tha không có hề đề cập gì đến gia đình của chị hết quý vị. Nhưng mà ở đây cô Kim Cúc Hoàng thấy thương, trong một phút giây cảm mến nào đó cô thương thì cô gửi tặng cho chị ấy vậy thôi quý vị. Chứ quý vị đừng có so sánh hay đừng có nghĩ là tại sao không giúp người nghèo, người khó khăn này kia nhé quý vị. Nghĩa là ở đây chị ấy có phước thì chị ấy hưởng thôi. Chứ không có, mình không có xét đến hoàn cảnh quý vị. Qua đây Phu Tha cũng cảm ơn cô Kim Cúc Hoàng, cũng như là cảm ơn quý vị đã cùng theo dõi clip ngày hôm nay của Phu Tha. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Xin chào và xin hẹn gặp lại quý vị trong những clip tiếp theo của Phu Tha.